Chào tất cả anh em. Thì hôm nay không có giới thiệu về máy móc nên em ơi. Hôm nay về mình nói về cái chủ đề khác. Thì hôm nay là có số anh em. Anh em nói chung là cũng khách hàng bên em. Cũng có anh em thợ có chia sẻ một cái đoạn video như thế này. Em gửi về cho mình nâng cấp, nói chung anh em gửi về là mình cứ nâng cấp ha. Mình không có từ chối máy nào hết. Tại vì gửi đánh ông lên thì cứ gửi sửa nâng cấp thôi. Máy này con máy này máy của em làm nha anh em. Máy giờ khui khui ra cắt một hai cộng dây điện thôi. Làm video thẳng cho anh em nào có máy nào không lên cá ha này kia cứ gửi về mình nhận sửa đầy đủ hết. Yêu cầu máy còn tốt, còn mới là mình sửa nha. Còn máy quá tệ, máy quá xấu là máy xuống cấp quá là mình không có nhận nha. Tại vì máy nó giờ hình như đê bọng là nó xuống cấp rồi là không có sửa được. Nó bị chân nó chết rồi này kia, sửa về anh em đánh không đạt này kia nữa. Rồi anh em điện mắng vốn phản hồi này kia nữa. Nó hơi bởi vì những con máy cũ quá mình từ chối mình không nhận. Còn những con máy mới á, thì mình nhận mình làm lại cho anh em được. Máy này còn rất là mới, mình cũng làm một cái máy y chang như vậy luôn, cũng của thợ này luôn. Về cho anh em xài cũng ok. Này con máy của em nha anh em. Đây tiếp tục tem tên địa chỉ số điện thoại. Dòng này thì không biết anh em thợ chỗ chỗ khác bán cho anh em nhiêu, nhưng mà dòng 60D của mình đó thì anh em biết giá đó, 3.8 triệu. Bao cho anh em lên cá, nói chung lăn chê chèn chốt rồi chung là nhiêu thôi. Còn đây đi. Để nâng cấp một cái máy. Chỗ anh 60D. Chỗ anh Tuấn hoàn toàn bên trong nha. Chỗ anh Tuấn Đồng Tháp. Đây mấy ông bạn chia sẻ qua. Tuấn Đồng Tháp nha. Đây. Thì hồi trước là em cũng có thấy một cái video của anh Tuấn Đồng Tháp chia sẻ rồi. Máy của em thì chung cũng khoảng mấy tháng trước đấy. Thì thời gian gần đây rồi thấy tiếp tục anh đăng cái clip cái máy này nữa. Tất cả bên trong hết. Còn 60D là máy này cũng còn mới lắm, mình hạ cá không lên. Anh em gửi về cho mình nâng cấp, nói chung anh em gửi về là mình cứ nâng cấp ha. Mình không có từ chối máy nào hết. Đây trang của anh Tuấn ha. Nguyễn Hữu Tuấn 1990 có đăng mấy cái video máy em lên, nói là máy nó không lên cá, khách gửi làm lại. Mà em thì em làm luôn không, em thấy lâu rồi, em thấy mấy tháng trước cũng có đăng trên YouTube rồi, nhưng mà thời gian đây em thấy tiếp tục lại có đăng đó, cho nên là em cũng thắc mắc là tại sao cái máy bên đây em làm, máy bên đây em làm là em bao nha anh em. Em bao cho anh em là đi không được là gửi máy nhận lại hoàn tiền 100%. Rất là nhiều anh em ở đây là đi không được chứ không phải là ít. Em hoàn tiền lại đủ tiền, không mắc đồng nào. Là tình trạng là máy mới đẹp. Đó. Là em sẽ nhận lại hết. Máy bên em làm là bao đổi và bao trả mà không biết tại sao lại cứ vô trong cho bên anh Tuấn này mấy cái gì đó. Anh Tuấn theo như anh Tuấn bên Tháp này là nói là hai cái thì cứ cho gần hai cái đi, hay ba cái gì cũng được, không quan trọng. Thì trước sau thì nói chung thì cũng phải cảm ơn anh Tuấn đã làm mấy cái máy của em lại cho khách. Thì để đáp lại cái mấy cái video mà anh Tuấn hôm ngày đăng lên đăng xuống đó à. Đây máy em nha, chính xác mấy em đó, có tem, có tên, địa chỉ, số điện thoại. Hôm nay em cũng có khách đem máy của anh Tuấn qua làm lại. Em cũng chia sẻ cho em xem. Tắt ha. Máy này nói chung cũng rất là mới, 80 con nha anh em. Cái lỗ này mới phát đang gắn cái quạt gió trong ha. Đây máy của anh Tuấn Đồng Tháp nha, tiền của Tuấn đó. Ở chỗ em làm là em bao, không được là em nhận lại. Còn bên anh Tuấn có dám bao không? Có dám bao anh Tuấn?
có dám bao cho khách đổi trả không, hay là khách ta điện vài lần là chặn số. Tiền cái ha, cái này thì mới nhận, mới nhận làm. Đây cho anh em xem biến áp nha anh em. Đây biến áp này là của máy chỗ anh Tấn làm ha. Ở trong cái thùng này là biến áp gần như là tất cả các thợ trong nước đều có. Của anh Tấn trong đây là còn khoảng 6 cái biến áp như vậy. Anh Tấn có xem được cái video này vô xem thử cái đơ có phải không anh Tấn? Phải miếng áp bên anh làm không ha? Mình chở nè. Đó, dốt đầu ra nè. Gần như là tất cả các thợ ở trên cả nước đều có. Cả đóng, là biến mồi ra. Cái máy này của khách gửi cho anh làm xong là khách đem về khách bỏ luôn 2 năm nay nè anh Tấn. Nay khách tiếp tục đem em làm lại cái máy này, em biết cái máy không phải chỗ anh làm, em biết. Nhưng mà anh làm lại của anh ta bỏ luôn. Nói chung thợ làm thì quan trọng nhất là cái người đi. Ở đây em làm máy bán ra, không được là em thu lại. Máy nào cũng gì hết, cho dù nhỏ lớn vài trăm ngàn chiêu bạc gì đó em đều thu hết. Có cái nào bán ra mà nói là bỏ khách hết trơn, mà không biết lý do tại sao lại là có máy về bên anh làm, cái đó em đang thắc mắc. Cái này 80 mới, phải máy của anh không Tấn? Đừng nói là không phải máy của anh nha. Còn ở đây em làm á, có tem, có tên, có địa chỉ. Cái số điện thoại của em là nó dính liền với tài khoản Facebook. Một cái Facebook bán đồ, bán máy, máy cá đó. Một cái Facebook là dịch vụ cầm đồ, Phong. Chính chủ của em luôn, và Zalo luôn, liên quan chứ không số điện thoại hết. Anh nào mà có muốn mua máy nọ rồi, em nói thiệt chứ khi nào anh em muốn làm ăn với ai đó, lên tìm hiểu cho kỹ. Tìm cái số điện thoại đó nó có dính với Zalo, Facebook hay không. Những cái người làm ăn mà chân chính á, là anh em tìm mà thấy hết, có hết. Còn có những người làm ăn gian dối mới không có dính mấy cái đó thôi anh em ơi. Nói lại một lần nữa cho anh em là bên em là bán buôn trước giờ, từ lúc làm nghề tới giờ là bao cho anh em xài. Không được là nhận lại, không cần biết lý do gì. Khi nhiều anh em đem về thì là nó không có cá khu vực, đi không có cá. Thứ hai nữa không biết cách đi, ở đây em vẫn thu chứ không có để thừa khách đi hay là gió này gió nọ rồi không chịu nhận máy lại là không có. Thậm chí cái máy cũ bên em vẫn thu. Yêu cầu nói chung là tình trạng máy nó còn đẹp tốt là thu, không biết là anh em về đem về bao nhiêu lâu, 1 năm 2 năm gì đó. Cái máy anh em về, anh em đem về 10 năm đi chăng nữa nhưng mà không có đánh hoặc là ít sử dụng, em vẫn thu lại bình thường, tình trạng máy đẹp tốt. Chứ không phải như cái chỗ khác làm ra. Chỗ khác làm ra nó bán ra cái máy, lâu lâu nó bán được cái mừng thấy mẹ luôn, đâu dám nhận kia nhận lại. Cái đó là sự thật. Còn cái máy này người ta mới làm. Anh có nhận lại cho người ta không anh Tấn? Vô nói cho em nghe thử đi. 80D của anh nè. Máy ta đi không được, điện cho anh có nhận lại không? Rồi, nói chung là mấy lời gửi đến anh Tấn Đồng Tháp thôi. Thợ với nhau, biết. Chào anh, chào tất cả anh em luôn.